Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Roblox. Thì mình thấy có khá là nhiều bạn kêu mình chơi cái mini game này trong Roblox. Nó có tên là Anime Vanguard. Nó là tiên phong anime mọi người. Thực ra mình cũng đã từng chơi Roblox rồi. Và mình có chơi qua đó chính là Roblox Block Fruit này, Toilet Tower Defense. Và mình nghe mọi người nói là cái game này nó khá là giống với tựa game Toilet Tower Defense, nên là mình muốn trải nghiệm thử xem nó thế nào. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái series này nhá, để mình có một cái series nào đó có thể làm lâu dài cho mọi người coi. Và tất nhiên rồi, do mới chơi cho nên mình rất là gà, nên là mình rất là mong mọi người hãy hướng dẫn mình chơi nha. Mọi người lưu ý câu slogan ở trên kênh Vũ Lít, đó chính là chị đừng chửi. Rồi thì hiện tại là mình đang có mặt ở trong game nhá. Mới vào thì sẽ cho mình chọn một trong ba cái con. Đầu tiên là con Lufoa, thứ hai là con Roku và thứ ba là con Ichiga. Mấy con tướng này nó không có bản quyền cho nên là nó phải gọi là đặt cái tên nhái nhái xíu, để lỡ may nó có nổi tiếng ấy thì đỡ bị đánh bản quyền giống Block Fruit các bạn ạ. Cái con Lufoa này trong anime một mẫu, con Roku này trong anime bi rồng, còn cái con Ichiga này trong anime Bleach này, cầm phóng lợn thịt cả thế giới. Chắc là mình sẽ chọn Lufoa các bạn ạ. Lufoa cho nó thân thiện, bởi vì là hồi trước mình có chơi qua Block Fruit rồi đấy. Bây giờ mình chọn Lufoa là hợp lý rồi. Bạn có chắc chắn chọn Lufoa làm đơn vị bắt đầu của bạn? Quá luôn. Đây, con này hiếm rồi, không biết là có ngon hay không nhỉ? Trang bị thế nào? À, nhưng mà nói chung là mấy con này thì cũng khá là cùi. Phân thưởng nhận được 15 cái gì đấy. Các bạn thấy quả skin của mình nhìn lực không? Nhưng mà chả hiểu sao đâu mất cái áo của mình rồi. Và con Lufoa đang đi theo mình đấy các bạn thấy không? Đây là búa gà sinh tồn và Lufoa. Ở đây nó có mấy cái thanh menu khá là mới nha mọi người nhá. Đầu tiên là cái gì, đơn vị gì đấy. Đừng nói là mấy cái này gacha nha. À, đơn vị là những thứ mà mình, những cái con tướng mà mình đang sở hữu này. Tiếp theo là vật phẩm. Vật phẩm thì hiện tại mình chưa có gì đấy. Chắc là sắp tới thì mình sẽ kiếm vật phẩm sau. Các khu vực à, thử thách, phát triển, chủ đề và chơi. Chắc là tí nữa mình sẽ dịch chuyển tới cái chỗ gọi là chơi để chơi thử. Cái summon này sẽ là cái chỗ để mình gacha đúng không mọi người? Triệu hồi là sao? Ủa? Triệu hồi chứ là chỗ gacha mà. Phải không? Để mình test thử xem nào. Triệu hồi là gacha này á. Mình có thể sử dụng những cái gì để gacha? Ủa? Cái gì đây là triệu hồi đặc biệt? Thần thoại này mình có thể gọi là... Ủa? Hình như là cái này là triệu hồi những con siêu xịn đấy các bạn ạ. Đây như kiểu Vegeta mà Super Saiyan này. Đây là Sasuke hay Itachi vậy? Con này là con gì mình không biết này. Toàn mấy con không biết, biết Naruto đây. Ông này là trong One Piece này. Ông này là cái ông khỉ vàng. Có cả Black Goku này. Ông này trong anime thì mình không biết Itachi đâu rồi. Piccolo đấy à? Nhưng mà nói chung là thần thoại là mạnh nhất đúng không? Sau đó là tới huyền thoại, tới sử thi, rồi mới tới hiếm. Hiện tại là con của mình đang xài là con Luffy ghẻ đấy. Không biết có phải hiếm hay không nữa cơ. Mình có thể gọi một lần bằng 50 cái điểm này. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có 30 cái điểm này thôi, cho nên là mình chưa có thể gọi được ấy. Chắc là phải cày đấy mọi người. Đây, các bạn có thể kiếm mấy cái đá quý này bằng việc là làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày nhé các bạn nhé. Đây, các bạn có thể tiêu diệt 750 kẻ thù ở bất kỳ chế độ nào thì các bạn sẽ nhận được 250 đá quý. Ui, nhìn ngon đấy nhở. Và kinh nghiệm nữa các bạn ạ. Và khi các bạn mà hoàn thành xong mấy cái nhiệm vụ hàng ngày nữa thì các bạn sẽ nhận được thêm 300 điểm đá quý. Wow, có cả nhiệm vụ hàng tuần nữa này. Nói chung là cũng khá là ngon các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là mình mới chỉ là newbie thôi, cho nên là mình cũng chưa biết là mình phải làm những cái gì. Nên là nếu bạn nào mới có kinh nghiệm ấy thì các bạn hãy chỉ mình nha. Trên kia hình như là ba cái con thần thoại VIP nhất hay sao ấy các bạn. Đó chính là Naruto. Ủa? Wow. Nó đặt tên là Naruto. Mình tưởng đặt tên là Naruto luôn chứ. Obita và Siêu Vogita. Ở đây có thêm cả code đấy các bạn. Để mình nhập code xem nào. Đây, code đầu tiên sẽ là Release các bạn nhé. Đó, sau khi sử dụng xong thì các bạn sẽ được 500 đá quý và 1.000 vàng. Code thứ hai sẽ là code Delay các bạn ạ. Đó, được thêm 500 đá quý với lại một cái chip siêu thống kê nữa. Mình cũng chả biết là cái chip siêu thống kê này có tác dụng là gì. Hiện tại thì mình chỉ biết hai cái code này thôi. Bạn nào mà biết thêm cái code gì thì có thể comment ở dưới để cho mình biết với nha. Newbie mà mọi người. À, thế thì bây giờ mình sẽ đi ra mình gacha luôn. Để xem có gì ngon hay không, đúng không các bạn? Hiện tại thì mình có 500, ui 1000 cơ. Mình sẽ gọi 10x nhá. Gacha 10 lần nào. Ui giời ơi. Ra con Naruto hiếm. Trời ơi, hai con Naruto. Ui giời ơi, ra được thêm con Vogita nữa. Ủa? Ủa?
À, con này nó trong anime gì mình biết này. Toàn con John đây này. Ui. Được, 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 con sử thi đấy các bạn. Nhưng mà con này thì mình không biết các bạn ạ. Con này là trong anime gì đấy. Trời ơi. Ui, ra con Gara cũng được. Làng cát, làng cát. Trời ơi, Sasuke. Được hai con epic. Còn lại toàn với con ghẻ thôi. Không sao, mình sẽ gọi thêm 10 lần nữa. Có cốt là phải test chứ đúng không? Ui, con Zoe là con gì? Ui, Shinji này trong anime gì vậy? Thôi, sử thi là ngon, epic là ok. Trời ơi, Roku. Trời ơi, toàn mấy con này vậy? Ui, có Sanji này, ngon. Nó có Sanji hiếm không các bạn? Trời ơi. Ui, Ichiga. Ô, có con đầu lợn này, Inosuke. Ôi, vậy là có rất là nhiều anime đấy các bạn nhá. Thường thì các bạn mở 10 gacha 10 cái sẽ ra cho các bạn hai con epic à. Để xem nào. Epic ở tới sử thi thôi cũng được. Chứ không được con huyền thoại nào, 10% thì ra con này với lại con này. Chà, mình cũng không biết con đây là con gì nữa. Chỉ biết qua qua thôi. Bây giờ mình sẽ gắn cho nó vào người à. Trang bị con này. Trang bị con này. Ồ, mình chỉ được mở 3 cái thôi, cho nên là mình sẽ cho con ba con này vào. Ba con này mắc này, con nào mắc nhất thì mình sẽ cho vào đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ vào chơi thử xem thế nào nhỉ? Let's go, ủi đồng thế. Cái đi một người thôi. Ủa? À, đây là phòng cái này. Mình có thể vào một mình đúng không vậy? Rồi. Xác nhận, hành tinh Namek. Bắt đầu. Chơi một người thôi anh em ạ. Chơi nhiều người chưa hiểu đó. Cái này chắc là chơi giống với lại Toilet Tower Defense đó. Câu chuyện một đã hoàn thành cái gì? Hành tinh Namek kìa. Từ nha. Bây giờ bắt đầu này. Ở đây mình có 3 con. Con Gara thì đam 62. Tầm đánh là 10.3. Và tốc độ hồi chiều là 6.8. Ủa. Đấy, chắc là mình sẽ chọn con này trước các bạn. Con này tầm đánh cao. Đam bé nhưng mà hồi chiều thì nó cũng nhanh hơn. Ui. Con này đam không có đam ạ. Ủa sao con này không có đam và tầm đánh 1 ạ. Ui chết rồi. Mình sẽ cho con này ra trước các bạn. Để mấy con nào nó đánh được gọi là đông độ. Ê, nó tự ra kìa. Đánh nổi vậy. Ngon đấy, con này ngon đấy các bạn ơi. Đây, thì đây là cái tàu của Fizea đúng không? Xa. Được nha. Chắc mình sẽ xây nhiều con này một tí. Con này có vẻ đép ngon này các bạn. Con này có vẻ đép ngon hơn con Gara không? Mình chẳng biết con này hay con Gara đép ngon hơn đấy. Nhưng mà mình cứ tập trung để mấy cái chỗ như này này các bạn. Để một cái chỗ 3-4 như này này. Rồi, sau mình nâng cấp lên. Nhìn nó có vẻ hơi yếu rồi. Nâng cấp lên để nó cân hết được khúc đầu rồi nhá. Ui, nhưng mà khi nào mình đạt cấp 10 thì nó mới cho mình vị trí thứ 3 đúng không? Đây, mình có thể bỏ qua được này. Khá là giống với lại Toilet Tower Defense thôi. Nhưng mà mình nghe mọi người bảo là cái game này đồ họa nó đẹp hơn đấy. Sau để một con Gara xem nào. Sao con Gara này như là tầm đánh nó hơi gần đấy sao anh em ạ? Đây. À, con đánh lan hay sao á? Ơ, hai con đều đánh lan mà. Ui chết rồi. Có vẻ như bắt đầu hơi ấy rồi nha. Có vẻ bắt đầu đi bắt đầu đánh hết tối nha. Ok, vẫn được. 1.500. Nâng cấp. Rồi nâng cấp con này không? 750 nâng cấp. Mình có thể xây tối đa là bao nhiêu con nhỉ? Mình nhớ là lần trước mình xây tối đa được đâu đó tầm 10 con hay gì á, 10 con hay 15 con này đấy. Hiện tại mình không biết là nó có cái chỗ xây tối đa đâu không. Ui từ 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 đã nha. Chúng có ra đồng quá. Con này không biết công dụng nó là gì nên chắc là mình sẽ chưa có dùng đâu nha. Sợ không biết công dụng nó là gì dùng mà để phí. Rồi nâng cấp. Nâng cấp lên. Rồi các em ra đi. Wave thứ 6 rồi. Không biết là có tất cả bao nhiêu wave nữa cơ. Mình không thấy cái tăng tốc ở đâu nhỉ. Có nhiều cái mà mình chưa biết quá các bạn. Quản lý đơn vị à. Đặt được 4 cái à. Nhưng mà mình thực sự là mình không thấy cái chỗ nâng cấp ở đâu các bạn ạ. Nâng cấp con Gara lên là có hợp lý không? Đấy, cứ nâng cấp hai con đầu thôi các bạn. Nâng cấp hai con đầu thôi. Đó, ui dồi, tầm này mình mạnh cái chứ. Toàn con Inosuke. Ủa, nhưng mà nhìn nó có khác gì đâu. Nhìn nó có khác gì đâu nhở. Nâng cấp lên nhìn cũng không khác gì mấy. Quá luôn. Tầm này mình mạnh lắm. Đó, có bao nhiêu thì cứ nâng cấp hết cho mấy con này lên. Đơn vị bị động cái này.
nâng cấp mắc lên thì chắc nó sẽ có cái gì mới đúng không? Rồi, quá là khỏe luôn. 2001 cửa, ủi vãi. Nâng cấp con này tốn thế. Nhưng mà chắc là mình cứ xây cho xong đi hết rồi mình nâng cấp. Bỏ qua luôn đi, sợ cái gì. Để ở đầu này các bạn, để ở đầu đánh cho nó dễ, farm cho nó dễ. Đó. Để ở đầu cho nó đẩy cho nó dễ. Để mấy cái góc này cũng được, để mấy cái góc này cũng ngon nhưng mà kiểu đầu bọn này nó yếu ấy, cho nên là mình để đầu để cho bọn này nó farm cho nó nhanh. Mạnh ấy. Thì sợ là không thắng nổi thôi. Đấy, bỏ qua luôn. Sao phải xoắn. Ô, nâng cấp lần mấy là mắc nhỉ? Quá ba đạo luôn. 1002 ở đấy. Chắc là mấy cái map đầu nó dễ. Ui sao đi xa thế đấy. Chắc là mình cũng phải làm mấy quả ở đây đấy. Trời ơi xa lắm cậu ơi. Mấy cái đường đây đi xa lắm. Mình không biết là tối đa là bao nhiêu con nhá. Nhưng mà mình thấy là cái đường đi nó rất là xa. Đó. Cho nên là mình cứ nâng cấp mấy con này lên. Làm thêm một con ở dưới đây nữa. Để lỡ may tí mà chúng nó có đi lọt được thì ô chỉ đặt được 4 con đấy các bạn ạ. Vậy là mỗi loài đặt được 4 con rồi. Thế để mình chơi cái chiến thuật là ghép vào đầu thôi các bạn. Kệ nó. Giờ mình nâng cấp thôi. 4 con vậy là mỗi loài đặt được 4 con thôi. Không đặt quá nhiều nhá. Thế thì mình sẽ để hết ở đầu đi. Để cho chúng nó đép. Nghe hợp lý hơn đấy. Đó. Này cũng đúng rồi. Che là càng nhiều càng tốt các bạn ơi. Hết money, hết money. Đây là cái tầng mình có được 150 máu này. Đánh bại được 158 con rồi. Vậy thì mình nghĩ là cái việc đi farm cũng khá là dễ thôi. Không có đâu. Bỏ qua luôn. Cho bọn đi. Đặt được 4 con đấy các bạn ạ. Thế thì cứ đặt cho nó hết bọn này đi nhá. Đó. Sau nâng cấp sau. Mình không biết cái con này công dụng nó là cái gì á. Ấn vào đâu để xem công dụng nó nhỉ. Con này công dụng là gì nhỉ? Bỏ tiền con này. Nó búp cái gì vậy? Không xem được cái không xem được búp cái gì các bạn ạ. Cái này mình không xem được nó búp cái gì nhé các bạn nhé. Bạn nào biết được mấy con này nó búp cái gì thì chỉ được với nha. Nó không có ghi thông tin nên không có description. Nên là mình cũng không biết là nó búp cái gì. Rồi, ui, mát cấp luôn. Ủa? Nhưng mà mát cấp nó không có thay đổi gì vậy. Hồi trước mình nhớ cái chơi game mà Toilet Tower Defense ấy. Nó khi mà mình mà lên cấp ấy, nó sẽ khác cơ. Thì nó sẽ kiểu update lên nhìn cũng đẹp. Nhưng mà game này mà mình thấy nâng cấp lên thì thấy nó cũng không có gì thay đổi lắm ấy. Nên là cũng hơi thắc mắc các bạn ạ. Rồi, cứ nâng cấp full lên. Thế bây giờ ngoài cái việc đấy thì ngoài việc nâng cấp full lên thì không biết làm gì đâu. Rồi hết rồi đấy. Hết đặt nổi đấy các bạn. Giờ bắt đầu cho mấy con này ra. Đứng đây chắc búp các bạn. Búp tổ đánh như búp cái gì đấy. Kệ. Cho nó vào đây biết đâu búp cũng cái gì ấy. Chưa hiểu về cái con này lắm. Đấy nó có cái tầm búp cái gì này. Hy vọng nó là cái búp cho team nhá. Bây giờ cứ update full cho mấy con này đã. 2005 một phát à. Nói chung là tầm này đi away cứ gọi là nhanh luôn. Ô đúng cái gì này. Hay cái đấy búp thời gian nhỉ. Tôi là hoàng tử vô guitar. À bot anh em ơi. Bot bot cho chúng tôi này. Nâng cấp lên. Bấm bot. Dễ vậy. What the hell. Ủa dễ vậy. Thế thôi hả. Hay là do mình có mấy con epic trên đi dễ nhỉ. Sao rất là nhiều cụ. Ui. Ồ có cả đậu Senju nữa à. Wow. Easy. Thế đây là cái mức độ khó dễ nhất thôi các bạn. Nên là đi nó cũng hơi dễ. Ok, quay trở về với sảnh chờ rồi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm những clip về tựa game Roblox Anime Vanguard này thì các bạn đừng quên comment ở dưới để mình biết nhé. Còn bây giờ thì goodbye.